cha mẹ rất tự hào về con. Ráng mà học, đừng để cho cha mẹ phải thất vọng. Cố gắng học cho thật giỏi để cha mẹ còn tự hào với bà con. Hay như, hôm nay cha mẹ thật xấu hổ về con, vì kết quả học tập tệ như thế này. Là những câu quen thuộc của các bậc phụ huynh dành cho con em của mình. Điều này cho thấy sự kỳ vọng của cha mẹ vào con cái to lớn như thế nào. Và cũng bởi vì quá kỳ vọng như vậy, nên khi không may con cái không đáp ứng được, thì vô tình các bậc cha mẹ lại biến con mình thành nạn nhân của lòng kỳ vọng không kiểm soát của chính mình. Đành rằng là phụ huynh ai cũng muốn con mình đạt được những điều tốt đẹp nhất, luôn tự hào khi con mình nổi bật hơn, giỏi giang hơn bạn cùng trang lứa, và cảm thấy khó chịu khi con mình kém cỏi, thua sút bạn bè. Phải chăng ngày nay nhiều phụ huynh đã xem kết quả và thành tích học tập của con mình như là thước đo của nhân cách, của đạo đức, của tình nhân ái yêu thương, đo sự hơn thiệt với chúng bạn của con, rồi đo luôn sự tự hào của cả cha mẹ. Kỳ vọng và âm thầm giúp đỡ, định hướng cho con là điều tốt, nhưng có một thực tế mà ai cũng thấy là khi năm học kết thúc cũng là lúc bố mẹ thi nhau khoe giấy khen thành tích học tập của con trên mạng xã hội như một niềm tự hào. Việc khoe thông tin cá nhân của trẻ lên mạng là tốt hay xấu với trẻ? Chuyên gia nói gì về vấn đề đây? Hãy cùng theo dõi chương trình Góc nhìn chuyên gia ngay bây giờ quý vị nha. Dân thưa quý vị, trò chuyện cùng với Thí Liễu ngày hôm nay về chủ đề là khoe thành tích của con, đó chính là một vị khách mời rất quen thuộc của chương trình Góc nhìn chuyên gia, đó chính là thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Chào Thí Liễu, chào tất cả các quý khán giả của chương trình Góc nhìn chuyên gia. Vâng thưa chị, chúng ta trao đổi ngày hôm nay đó là chủ đề là khoe thành tích con. Và trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện thì có lẽ là Thí Liễu muốn hỏi nhỏ chị một tí xíu là một người mẹ thì chị có thích khoe thành tích con của mình hay là chị đã từng khoe thành tích của con mình chưa ạ? Thường thì khi mà chúng ta có con cái thì đặc biệt là người mẹ thì sẽ có một cái trường hợp được mang tên là cái bệnh cuồng con. Nên là mình cũng không có khác với các bà mẹ khác, thì mình cũng đã từng khoe những cái thành tích của con mình lên. Và khi mà con mình có những cái khoảnh khắc rất là dễ thương, hoặc là nó đã có một cái sự thay đổi so với trước đây, hoặc là có những cái câu nói rất là vui, thì mình cũng muốn chia sẻ những điều đó với những các bà mẹ khác. Và thường còn đôi khi còn phải gia nhập vào một cái hội được mang tên là cái hội cuồng con nữa đó quý vị ạ. Vâng, đó là chị chia sẻ về những cái niềm vui, những cái cảm xúc của mình đối với con. Còn Thí Liễu muốn nhấn mạnh ở đây là cái thành tích trong cái học tập của con, hoặc là trong những cái điều gì đó mà con mình nổi bật hơn người khác á. Và chị suy nghĩ như thế nào về cái thực trạng mà khoe cái thành tích của con mình ở trên mạng xã hội như hiện nay à? Phải chăng nó là một cái trào lưu, hay là như chị nói nó bắt nguồn từ cái tâm lý là yêu con à? Có cả hai trong trường hợp này. Có nghĩa là cái trào lưu cũng có, và cũng có xuất phát từ cái tâm lý yêu con cũng có. Ví dụ như chúng ta cũng thể thường thấy có rất là nhiều những cái hội nhóm, ví dụ như là cuối năm học rồi, con của quý vị đạt điểm có cao không, các ba mẹ hãy vào đây chia sẻ những thành tích học tập của con mình nhé. Thì đó là cái trào lưu. Và khi người ta đăng lên như vậy thì các ba mẹ khác, khi mà con mình học giỏi hoặc là con mình có những cái thành tích tốt, thì mình cũng bắt đầu mình khoe cái thành tích của con mình. Nhưng mà nếu như mà không tham gia vào những cái hội nhóm đó, hoặc mình không thấy những thông tin đó, thì đôi khi chúng ta cũng không khoe. Thì trong trường hợp này thì nó mang cái tính chất trào lưu, có nghĩa là cái việc mà khoe thành tích của con nó không xuất phát từ trước, mà khi mà thấy người ta làm thì mình cũng làm theo, thì nó mang cái tính chất trào lưu. Nhưng mà cũng có đôi khi vì cái sự tự hào của ba mẹ, đôi khi cũng muốn khoe cho cả thế giới biết rằng là ồ, con của mình giỏi lắm, con của mình ok lắm, và nhận được những cái lời khen của những người comment ở bên dưới. Thì cái này nó cũng vừa xuất phát từ trào lưu, cũng vừa có xuất phát từ cái tâm lý yêu con. Và nó cũng một cái góc nhìn gọi là rõ ràng hơn, nó tự thỏa mãn được cái cảm xúc của người mẹ và của những bậc cha mẹ, là khi mà khen con có nghĩa là cũng khen mình. Cho nên là nó không phải chỉ cái việc yêu con không, mà trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà khoe thành tích của con, trong đó có việc thỏa mãn cảm xúc của ba mẹ và yêu chính bản thân mình nhiều hơn là yêu con trong trường hợp này đó quý vị ạ. Cảm thấy tự hào đúng không ạ? Không khó để chúng ta thấy được những cái bảng thành tích của con, những cái bảng điểm của con cái trên những cái trang mạng xã hội, đặc biệt là vào thời điểm mà cuối năm học. Và cái thời điểm mà tổng kết năm học thì Thí Liễu thấy là gần như trên trang Facebook là ngập tràn những cái phần thưởng, những cái giấy khen. Thì liệu rằng cái việc làm này nó có tốt hay không ạ?
Nếu như cái việc mà chúng ta khoe những cái thành tích của con mà nó xuất phát từ cái việc mà chúng ta có hỏi ý kiến của con, chúng ta muốn khen ngợi con, hoặc là chúng ta muốn thay qua những cái hình ảnh này để mà chúng ta động viên con, để chúng ta muốn cho con mình có một cái động lực kế tiếp để con mình cố gắng nhiều hơn nữa, thì nó sẽ mang một ý nghĩa tích cực. Nhưng mà thật sự mà nói nhìn một cách tổng quan qua thì cái việc mà chúng ta đang khoe những cái thành tích của con ở trên mạng xã hội thì nó không phải xuất phát từ những cái động cơ mà trẻ mong muốn. Đa phần là ba mẹ của chúng ta là không bao giờ hỏi ý kiến của con mình về cái việc mà chúng ta khoe những cái thành tích này ở trên mạng xã hội. Và thường con trẻ của chúng ta nó cũng không có lên mạng xã hội để biết được rằng là những cái lời khuyến khích, những cái lời động viên, những cái lời tự hào của ba mẹ mình dành cho mình. Mà đa số là những cái điều mà ba mẹ đang làm là muốn khoe với người khác, hoặc là khoe với bạn bè của mình, hoặc khoe với những cái bậc phụ huynh khác mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái động cơ mà chúng ta đăng những cái thành tích ở trên mạng xã hội hoặc là khoe con của chúng ta trên mạng xã hội thì nó xuất phát từ chính bản thân cha mẹ nhiều hơn là nó xuất phát từ những cái động cơ thật sự mong muốn hướng đến con của mình. Như vậy thì nó không tốt tí nào cả. Và quý vị cũng đã thấy đấy, dựa trên những cái hậu quả mà chúng ta bị rò rỉ về mặt thông tin, hay là chúng ta bị rò rỉ về những cái hình ảnh khá là riêng tư của con mình, ví dụ như là lớp mấy nè, trường mấy nè, rồi cô giáo nào nè, rồi địa điểm ở đâu, đôi khi cha mẹ còn check in cả cái nơi mà con đến hoặc là cái trường mà con đang học, thì vô tình chúng ta đang cung cấp một cái thông tin rất riêng tư của con mình cho những cái đối tượng xấu khác. Thì như vậy thì nó không phải chỉ nằm ở chỗ là chúng ta khoe những thành tích cá nhân của mình, của con mình với người khác không, mà chúng ta đang làm một cái điều rất là nguy hiểm cho con mình, là con mình có thể sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng trong những cái trường hợp liên quan tới bắt cóc nè, liên quan tới xâm hại nè, hoặc những cái thông tin khác mà kẻ xấu có thể lợi dụng được để mà hại con mình hoặc thậm chí cả gia đình nhà mình. Thật sự thì khi cha mẹ đăng những cái thành tích của con mình trên trang mạng xã hội thì cũng chỉ xuất phát từ một cái động cơ tốt, là trước hết là muốn thay như là một lời khen dành cho con, và sau đó thì cũng thể hiện là cái bản thân mình tự hào khi mình có một đứa con rất là giỏi giang, đúng không ạ? Thay cho một lời khen mà cha mẹ dành tặng cho con cái chẳng hạn. Nhưng mà xét một góc độ nào đó thì Thúy Liễu cho rằng hành động này thì vô tình chung làm cho con họ phải chăng là cảm thấy có một chút gì đó tự mãn và cảm thấy là hơi tự hào quá về mình hay không ạ? Con của chúng ta nó có tự mãn trong cái trường hợp mà ba mẹ khen như vậy hay không? Thì thật sự thì tôi thấy là nó không phải là do đăng những cái thông tin, khoe những cái thông tin trên mạng xã hội đâu. Mà nếu mà Thúy Liễu và quý vị có thể quan sát được là thấy rất là rõ ràng là cha mẹ làm ở bên ngoài cơ. Ví dụ như là trong những cái buổi họp phụ huynh, hoặc là gặp những cái bậc phụ huynh khác, hoặc là trong khu phố, hoặc là trong xóm làng, hoặc là những người sống kế bên cạnh nhau, thì mỗi một cuối một năm học thì cha mẹ hay làm một cái hành động, đó là so sánh con mình với con người khác. Thế là con anh chị năm nay có đạt kết quả giỏi không, có xuất sắc không, rồi con anh chị có lên lớp không, con anh chị có được lãnh thưởng không, con anh chị có được khen không, con anh chị được bao nhiêu quyển tập, bao nhiêu quyển vở, con anh chị có được khen thưởng trước trường không. Có nghĩa là không phải là khoe thành tích trên mạng, mà chính ba mẹ trong qua các mối quan hệ gần với con trẻ mình, từ hàng xóm, từ láng giềng, từ các bậc phụ huynh khác ở trong lớp tác động tới con và so sánh con, vô hình chung so sánh con. Thì cái sự so sánh, nếu như mà đứa trẻ nó giỏi hơn thì nó cũng cảm thấy là ta giỏi hơn người khác, thì trẻ cũng có một cái sự tự mãn ở đây rằng là trẻ sẽ không có coi trọng cái sự phấn đấu tiếp theo của mình, mà trẻ sẽ bằng lòng với những điều mà chúng ta đang có, và trẻ cũng sẽ mang một cái tư duy rằng là ta giỏi rồi. Giống như là Thúy Liễu đặt với quý khán giả rằng là nó cũng sẽ hình thành một cái tính tự mãn của con, và con cũng sẽ coi mình là một cái rốn của vũ trụ, là ta là cái người giỏi và không có học hỏi những cái điều tốt đẹp ở người khác. Tiếp lời của chị thì Thúy Liễu cũng thấy rằng rõ ràng là ở một cái khía cạnh ngược lại á, cái trường hợp mà cha mẹ khoe thành tích con á, thì không nói rồi, nhưng mà cái trường hợp ngược lại là so sánh cái thành tích với nhau á, thì lại khiến cho bản thân, trước hết là cha mẹ đi, là cảm thấy là xấu hổ, cảm thấy là con mình không bằng người khác cái đã, rồi về bắt đầu mới có cái trạng thái là chì chiết, rồi sau đó thì mới bắt đầu là cho con mình đi học thêm. Học thêm là Thúy Liễu thấy những đứa trẻ bây giờ chạy xô, thậm chí đến 8-9 giờ tối mới về nhà, thì không biết là còn sức lực đâu để các em có thể lên lớp và có một cái tinh thần minh mẫn cho một ngày học tiếp theo được rồi. Và nó cũng vô tình làm cho các em bị một cái áp lực cực kỳ lớn, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái câu chuyện đau lòng xảy ra từ những cái áp lực học tập, từ cái việc mà con bị stress trong cái quá trình mà con
cố gắng đáp ứng những cái sự kỳ vọng của ba mẹ, mà chúng ta thấy rất là nhiều những bài báo đăng và những cái câu chuyện khá là đau lòng, như là con tự tử chết, hay là con bỏ nhà ra đi, hay là có những cái trường hợp là con bị áp lực học tập đến nỗi trầm cảm và khó có những cái khả năng cứu chữa. Thì chúng ta thấy rằng là những cái hoàn cảnh đó, những câu chuyện đó là cực kỳ đau lòng. Và một lần nữa thì cái hồi chuông cảnh báo về cái việc áp lực học tập nó lại trầm trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt đối với những cái trẻ mà chuẩn bị bước qua những cái kỳ thi mà chuyển cấp, ví dụ như là lớp 5 đến lớp 6, hoặc là lớp 10 đến lớp 11, hay là những cái kỳ thi về trung học phổ thông, thì chúng ta thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong cái câu chuyện này thì chúng ta lại nhận thấy một cái điều rằng là con trẻ chúng ta là học cho con trẻ, học cho chính bản thân mình, hay là học vì sự kỳ vọng của ba mẹ. Ngày nay con trẻ của chúng ta đau khổ hơn cha mẹ ngày xưa rất là nhiều. Cha mẹ thường bao biện bằng một cái tình yêu thương rằng là con sướng hơn ba mẹ ngày xưa rất là nhiều. Con ngày nay được ba mẹ lo cho con mọi thứ như vậy, tại sao con lại không học giỏi? Nhưng mà ba mẹ không thấy rằng áp lực của tình thương đó chính là cái sự kỳ vọng quá lớn đối với con. Và con trẻ ngày hôm nay là học không phải cho mình nữa, mà học vì ba mẹ. Và thậm chí con trẻ của chúng ta là cõng lên vai của mình, cõng trên lưng của mình những ước mơ của ba mẹ. Ví dụ như là con trẻ không thích bơi, hoặc là con trẻ không thích vẽ, hoặc là con trẻ là không thích đàn piano. Nhưng mà mẹ ngày xưa đã từng rất là ao ước được đàn piano, hoặc ba ngày xưa đã ước ao trở thành một vận động viên bơi lội, mà ba mẹ không làm được, cho nên ba mẹ lại kỳ vọng qua con và bắt con thực hiện những cái ước mơ của mình. Như vậy là con trẻ học nhưng không phải vì trẻ, mà vì những cái ước mơ, vì những cái kỳ vọng của ba mẹ. Như vậy là con trẻ bị áp lực một, cộng thêm áp lực của ba, cộng thêm sự kỳ vọng của mẹ trên lưng của mình, thì rõ ràng đứa trẻ trong trường này học một cái gọi là rất là đau khổ. Và cái áp lực đó không phải là áp lực do cái việc học mang lại, do thầy cô mang lại, mà áp lực đó chính là do ba mẹ tạo ra. Và chúng ta thấy rằng là cái điều mà quan trọng nhất mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh rằng mình đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác. Mình phải xem cái sự tiến bộ của con mình của ngày hôm nay khác gì với ngày hôm qua. Có thể con mình không bằng con người ta, nhưng so với cái ngày hôm qua con mình đã nỗ lực, con mình đã cố gắng nhiều hơn rồi. Như vậy là chúng ta phải khen thưởng con, chúng ta phải động viên con và chúng ta phải khuyến khích con. Chúng ta không nên so sánh với một cái đứa trẻ A, đứa trẻ B, mà chúng ta phải so sánh con của ngày hôm qua và con của ngày hôm nay đã thay đổi như thế nào. Và cái việc quan trọng nhất là thay vì khoe những cái thành tích học tập con mình và con người khác, hãy khoe con mình đã nỗ lực nhiều hơn như thế nào, hãy khoe con mình đã giỏi hơn ngày hôm qua như thế nào, hãy khoe rằng là con mình đã cố gắng như thế nào, thì theo tôi nghĩ rằng nó mới tạo ra một cái động cơ học tập tích cực, nó cũng tạo ra một cái sự động viên tích cực để con mình có một cái định hướng để con mình cố gắng học tập mỗi ngày nhiều hơn. Dạ, chính những cái áp lực đè lên vai cũng như là những cái sự kỳ vọng quá lớn lao của cha mẹ dành cho con trẻ. Cho nên là chúng ta thấy rất là nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra trên báo chí một thời gian dài, là thậm chí là những đứa trẻ chỉ lớp 5 thôi nhưng mà cảm thấy là bản thân mình đã làm cho ba mẹ xấu hổ và viết tâm thư rồi tự tử, thì thật là đau lòng đúng không ạ? Và thiếu liệu cảm giác như là hiện nay xã hội chúng ta rất là quan trọng về thành tích, đặc biệt là trong giáo dục đúng không? Bởi vì cuối năm thì các trường là chạy nhau để lấy được cái kết quả tốt nhất cho trường mình, rồi nào là cha mẹ thì chạy điểm số cho con. Điển hình gần đây nhất là chúng ta thấy một cái việc đó là nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2018 đã gây xôn xao một thời gian dài, và thậm chí đến bây giờ nó vẫn chưa có gì gọi là kết thúc cả. Như vậy thì với tư cách là một chuyên gia tâm lý, chị có thể phân tích thêm những đề này không ạ? Phải chăng đây gọi là bệnh thành tích và chúng ta đã đến lúc chúng ta nên chữa trị nó không ạ? Là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì tôi là khá là quan tâm tới những cái câu hỏi mà thí liễu đặt ra. Bệnh thành tích này nó đã là ăn sâu cố hữu rất là rõ ràng trong cái cách sống, và kể cả cái việc mà chúng ta nhìn về cái sự thành công của mỗi người. Thường thì cha mẹ sẽ hay nghĩ rằng là con phải dành hết thời gian cho cái việc học thì mới thành công, hoặc là con phải đậu đại học, con phải vào những cái trường điểm, con phải vào những cái trường tốt nhất thì con mới trở nên thành công hơn so với người khác. Và thường thì cha mẹ sẽ hay nói cái câu rằng là học giỏi đi, học giỏi đi, học giỏi đi, vân vân. Thì có nghĩa là cái bệnh thành tích này nó trở thành một cái đối nhân xử thế, và cái bệnh thành tích này nó cũng giống như là một cái thước đo để cho một người thành công.
Như vậy thì chúng ta muốn chấm dứt cái bệnh thành tích này thì nó không phải là một sớm một chiều. Thì chúng ta phải xem xét một cái góc độ khách quan khi chúng ta không muốn có những bệnh thành tích này. Và xã hội càng ngày đã càng chuyển biến điều đó một cách rõ rệt rằng một đứa trẻ học giỏi, một đứa trẻ có thành tích cao và một đứa trẻ có nhiều điểm 10 nó không phải là thước đo của một sự thành công khi đứa trẻ đã lớn lên. Và xã hội và thậm chí rất nhiều những cái gương bài học, những cái câu chuyện thực tế đều cho rằng, đều chứng minh rằng, đều thấy rằng một người thành công không phải là người có những cái học lực tốt nhất, họ có những cái thành tích tốt nhất. Như vậy thì xã hội nó đang càng ngày càng chuyển biến và cái điều mà chúng ta muốn chấm dứt cái bệnh thành tích này thì cha mẹ phải bắt đầu thay đổi về mặt tư duy. Và cha mẹ cũng phải thấy nhận rằng là nhiều đứa trẻ học rất giỏi nhưng mà có một cái cuộc sống sau này không phải là một đứa trẻ hạnh phúc và một đứa trẻ có những cái thành tích đạt được trong cuộc sống lớn. Vậy thì cái điều mà chúng ta muốn chấm dứt cái bệnh thành tích thì điều đầu tiên là cha mẹ phải thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái thước đo của sự thành công. Và cái thứ hai nữa, để một đứa trẻ mà nó thành công thì cái điều quan trọng nhất là ba mẹ sẽ phải suy nghĩ về cái mục tiêu của mình đối với con cái. Ta tạo ra con cái là để cho con cái hạnh phúc hay là ta tạo ra con cái để xây dựng cho con cái cổng ước mơ của mình và sống cuộc đời của chính ba mẹ. Như vậy thì để muốn chấm dứt cái bệnh thành tích ở đây thì chính cha mẹ phải đặt ngược lại rằng con cái đối với mình quan trọng như thế nào. Vậy thì cái giá trị mà ba mẹ muốn trao tới cho con cái là con hạnh phúc hay là ba mẹ hạnh phúc. Vậy thì cái điều ở đây là cũng từ nhận thức của chính phụ huynh của chúng ta. Và đặc biệt không phải những căn bệnh thành tích từ giáo dục là do các thầy cô giáo đặt ra đâu, mà cũng từ chính các ba mẹ cũng đua nhau, cũng tiếp tay cho cái việc thành tích đó thì cái bệnh thành tích này nó mới lan rộng như vậy. Và giống như Thúy Liễu đang chia sẻ ở trên, có nghĩa rằng để chấm dứt cái căn bệnh thành tích này không phải chỉ từ lực lượng giáo dục, thầy cô giáo, từ nhà trường mà nó phải bắt đầu căn cơ, cội nguồn, cội rễ từ chính trong cái môi trường giáo dục, từ trong gia đình. Nếu như chúng ta không coi trọng cái sự thành tích, chúng ta không coi trọng một cái danh hảo và chúng ta không coi trọng cái sĩ diện của chính bản thân mình thì chúng ta sẽ sẵn sàng lắng nghe con cái của chúng ta. Chúng ta sẽ sẵn sàng quan sát được con cái chúng ta mong đợi điều gì ở ba mẹ của mình. Và chúng ta sẵn sàng có thể quan sát được những khả năng, những năng lực của con để cho con một cái môi trường phát triển tốt nhất theo đúng cái bản ngã của con, theo đúng những cái năng lực của con. Thì khi đó cha mẹ chúng ta mới đóng một cái vai trò là người định hướng cho con, là người bạn đồng hành của con. Và đặc biệt khi đó chúng ta mới giúp đỡ con, hỗ trợ con được sống với cuộc đời của mình. Và khi vậy con của chúng ta mới hạnh phúc, quý vị nhé. Dạ, rõ ràng là thành tích đối với của mỗi người thì Thúy Liễu nghĩ rằng nó cũng rất là cần thiết, với điều kiện là bản thân chúng ta tự nhận thức điều đó và chúng ta phấn đấu vì chính bản thân mình, chứ không phải là chúng ta phấn đấu để có thành tích vì một áp lực nào đó, đúng không ạ? Quý vị thân mến, việc coi trọng điểm số cũng như là bệnh thành tích thì nó cũng sẽ phần nào để giúp cho các em học sinh có thêm cái động lực để khuyến khích hơn và phấn đấu hơn trong học tập của mình để có được một kết quả tốt. Nhưng mà xét một mặt nào đó thì nếu chúng ta quá coi trọng bệnh thành tích cũng như điểm số thì sẽ tạo nên áp lực rất lớn dành cho con trẻ, sẽ khiến cho con trẻ cảm thấy rất là nặng nề khi học tập, và khi không đạt được những cái yêu cầu mà bố mẹ đặt ra thì lại có những cái hành động tiêu cực mà chúng ta khó lường trước được. Đó cũng chính là những gì mà chương trình Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã dành thời gian tham gia vào chương trình. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.